Hello, xin chào tất cả quý vị, các cô, chú, chị và các bạn. Chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an. Hôm nay là cuối tuần, chúc cho mọi người có một dịp cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Cô, chú, chị và các bạn cũng đã biết rồi, liên quan đến câu chuyện của Sơn Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta cũng đã thấy trong những ngày vừa qua và đặc biệt là ngày hôm qua liên quan đến vấn đề mà anh Tuấn anh đã nêu khiếu nại đến Viện Kiểm sát thì hy vọng đó là những cái mà cơ quan chức năng sẽ xem xét. Còn cái vấn đề ở đây, nội tình trong câu chuyện của nhà sư Nguyễn Phương Hằng, S8TV cũng muốn nói với cô chú chị và các bạn, chúng ta sẽ không xét đến, không bàn luận, không soi đến vấn đề anh Tuấn hay chú Dũng, mà quan trọng nhất là những bước tiếp theo của công ty Đại Nam, của chú Dũng hay của anh Tuấn đều là gì ạ? Mong muốn sư Nguyễn Phương Hằng sớm trở về với gia đình. Một điều nữa đó là sẽ làm rõ những câu chuyện và đặc biệt nếu có thể thì sẽ có thêm một vài người nào đó, một vài con lươn nào đó xa lưới pháp luật. Trở lại những cái vấn đề mà chúng ta đang quan tâm theo dõi, càng gần đến những cái giai đoạn tố tụng cuối cùng liên quan đến cái việc xét xử vụ án của siêu Nguyễn Phương Hằng thì có rất nhiều cô chú chị và các bạn cũng đã comment bình luận cần có cái sự công bằng đối với bà Nguyễn Phương Hằng hay là đối với các nghệ sĩ. Cũng có rất nhiều cái câu chuyện nó đã diễn ra trong cái thời gian qua về cái phát ngôn hay cách làm việc của các nghệ sĩ đối với công chúng, đối với những câu chuyện, đối với những lùm xùm. Rất nhiều người cho rằng là cần phải có cái sự công bằng với bà Nguyễn Phương Hằng. Nếu như bản thân bà Hằng đã bị xử lý hình sự thì một số ca nghệ sĩ với những cái việc làm của mình xét xem có cần phải cấm sóng hay có những cái khiển trách hay xử lý như thế nào đó hay không. Đây là những cái ý kiến hoàn toàn rất hay, máy tâm TV cũng muốn chia sẻ. Chúng ta nhìn đơn giản thôi, đơn giản cho cái câu chuyện đấu tố của Sơn Nguyễn Phương Hằng với ông Võ Hoàng Yên, với Võ Hoàng Yên. Câu chuyện đó đã khiến cho rất nhiều người tốn rất nhiều thời gian bàn luận và khiến cho báo chí cũng tốn rất nhiều giấy mực. Từ câu chuyện của Sơn Nguyễn Phương Hằng đối với Võ Hoàng Yên, chúng ta lại thêm ra được một vài câu chuyện, một vài chi tiết. Nhưng xin kể đến đây là cho dù là nghệ sĩ hay là người của công chúng và bất kể cái chức vụ nào, mà đặc biệt hôm qua có một số cô chú chị và các bạn nói rằng là có một số nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú hay là nghệ sĩ nào mà S8TV không chưa kịp đề cập thì xin nói với tất cả mọi người, S8TV sẽ đề cập trong video này. Tức là nếu đã cấm sóng tất cả những người không cần phải vi phạm pháp luật với những cái việc làm và những cái phát ngôn của họ thì cần cấm sóng hết. Tại sao? Tại vì có rất nhiều cái sự so sánh ở đây, nhưng đã là người của công chúng thì không cần phải chức danh hay chức vụ nào cả. Đã là nghệ sĩ, đã là người của công chúng, đã tham gia lệnh nghệ thuật, có những phát ngôn, có những hành động dối trá với cộng đồng đều phải cấm sóng. Đơn giản như câu chuyện của nghệ sĩ Hoài Linh. Tại sao S8TV lại nói vậy? Chúng ta nhìn sang nước láng giềng của chúng ta, đó là Trung Quốc. Trung Quốc là một nước mà chúng ta không ưa, nhưng có rất nhiều điều mà chúng ta cần phải học tập. Quá khứ của Triệu Vi, Phạm Băng Băng và một số người nổi tiếng khác chỉ cần dính đến những cái lùm xùm, kể cả trong quá khứ, khi sau này bị cui ra đều bị cấm sóng, đều bị trừng trị về cái mặt nghệ thuật đó. Cho dù là trốn thuế hay là thế nào thì chẳng nữa, cho dù họ nổi tiếng đến đâu, không có vùng cấm. Đấy là chúng ta nhìn về cái góc độ nghệ thuật nha. Cho nên đối với câu chuyện của Sơn Nguyễn Phương Hằng thì đơn giản thôi, khi đã xử lý hình sự bà Nguyễn Phương Hằng thì cũng cần xem xét đến những yếu tố mà bà Hằng đã đề cập. Tại sao? Tại vì trong cái câu chuyện, cái vụ án của Sơn Nguyễn Phương Hằng, đó là cái drama mà chúng ta thấy rằng là có nhiều cái sự tranh cãi, rất nhiều sự tranh cãi, chúng ta phải thừa nhận rằng là như vậy. Tuy chị Hằng có những điều mà sẽ phải xem xét về phía góc độ pháp luật, nhưng về phía một số nghệ sĩ với những cái cách làm, ví dụ như là ngâm tiền từ thiện, ví dụ như tiền chuyển tiền từ người này qua người kia rồi thanh minh cho bản thân mình, rồi nói rằng là nếu làm từ thiện mà phải sao kê thì chúng tôi không làm nữa đâu. Đó là cái cách mà một số nghệ sĩ đã làm và đã nói trên không gian mạng, và công chúng cũng nghe thấy. Câu hỏi đặt ra ở đây là họ đã đúng hay chưa? Xin thưa với tất cả cô chú anh chị là chưa đúng,
Và đơn giản thôi, chúng ta nhìn sang cái câu chuyện của Hoài Linh. Đầu tiên về cái lý do kêu gọi tiền từ thiện lũ lụt miền Trung, Hoài Linh cho biết là ông bắt đầu kêu gọi đóng góp vào ngày 20 tháng 10 2020. Trong bài đăng kêu gọi ngày hôm đó, ông ghi mục đích quyên góp là ủng hộ bà con khắc phục sau lũ bằng hiện kim, ưu tiên những nơi thiệt hại nặng nhất, mua đồ dùng học tập cho các cháu sau lũ. Sau lũ là sau 6 tháng đó. Và tôi nhớ rằng lúc đó là kêu gọi ủng hộ các cháu lúc ngặt, đúng không ạ? Lúc ngặt đấy, lúc ngặt, không phải lúc nghèo. Kêu gọi ủng hộ đồng bào, xin lỗi mọi người. Hai, thứ hai là Hoài Linh nói về cái lý do bệnh tật. Cụ thể là ngày 19 tháng 10 Hoài Linh vào bệnh viện xạ trị, 20 tháng 10 ông đăng sở status kêu gọi sau khi xạ trị ông được yêu cầu cách ly do uống iốt phóng xạ L131. Trong thời gian đó, theo ông vẫn cập nhật số tiền quyên góp. Ông nói ngày 11 tháng 11 2020 ông đóng tài khoản quyên góp và dự định lên đường. Đấy, tất cả chỉ là lý do và bao biện theo cái câu chuyện mà bản thân anh Hoài Linh đã là cái bị hại của Trương Nguyễn Phương Hằng. Nhưng ở đây, trong câu chuyện này thì chúng ta tách bạch ra để cho mọi người tránh đi cái việc là chúng ta vơ đũa cả nắm giữa câu chuyện là chị Hằng chị xúc phạm, chị chửi của Hoài Linh về câu chuyện của Võ Hoàng Yên hay là về câu chuyện tiền từ thiện. Tôi không nói ở đây là vấn đề đó, mà tôi đang nói ở đây là về cách mà một số ca nghệ sĩ họ đang làm và trước kia họ đã làm, để rồi bây giờ nó có rất nhiều cái vấn đề gây tranh cãi cho công chúng. Thôi bỏ qua những cái vấn đề mà SMTV vừa nói phía trước, chúng ta trở lại cái vấn đề này mới là quan trọng này. Về kế hoạch đi từ thiện miền Trung, Hoài Linh cho biết lúc đó một số vùng cao ở miền Trung bị sạt lở nên chính quyền địa phương khuyến cáo các đoàn từ thiện chưa nên đến. Sau đó ông vướng một số lịch diễn nên định ngày 7 tháng 12 lên đường ra Vinh, Nghệ An. Nhưng lúc đó thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện dịch Covid-19 nên tỉnh Quảng Bình có công văn yêu cầu rà soát người đến từ vùng dịch, do đó ông tạm hoãn chuyến đi. Hoài Linh nói sau đó ông có kế hoạch ra miền Trung sau Tết 2021 nhưng hoãn vì thấy sức khỏe không ổn. Một số bạn bè ông ở Quảng Nam tổ chức làm từ thiện Tết nên ông đã giải ngân 2 lần 700 triệu và 200 triệu đồng để ủng hộ cho hoạt động này. Vì việc đi với một số nhãn hàng ở Tây Bắc vào tháng 1 và tháng 4, Hoài Linh giải thích những chuyến đi này ông không tham gia tổ chức mà chỉ cần có mặt, nên việc chuẩn bị không tốn thời gian, không công sức như đi miền Trung. Hoài Linh còn cho biết ông dự định đi miền Trung vào tháng 5 và đã nhờ các anh chị em nghệ sĩ liên hệ với chính quyền lên lịch vào giữa tháng 5 nhưng dịch bùng phát trở lại cuối tháng 4 nên chuyến đi từ thiện hoãn đến tận bây giờ. Quá nhiều những cái lý do mà chúng ta thấy, đúng không ạ? Thật sự là rất nhiều. Thứ tư, Hoài Linh còn kể ra các cú sốc tinh thần của cuối năm 2020 khi nghệ sĩ Trí Tài qua đời. Và sau đó người dì ruột được Hoài Linh coi như người mẹ thứ hai cũng qua đời tại Mỹ. Tất cả chỉ là lý do thôi, chúng tôi thông cảm với những cái điều không may, nhưng đó chỉ là lý do và đó không thể bao biện. Câu chuyện ở đây, sau khi anh ấy lên tiếng, chúng ta nhìn thấy gì? Thứ năm, khi Hoài Linh nhận sai, khi đến tận bây giờ mới ủy quyền cho người quen đi trao tiền từ thiện ở miền Trung, trước chất vấn vì sao trong mùa hè lại đi làm từ thiện lũ lụt, ông khẳng định lại mục đích khắc phục sau lũ. Đấy chỉ là lý do bao biện, không phải. Hoài Linh nói, tôi nhận lỗi hết, do tôi chủ quan, tôi sai trong việc chậm giải ngân tiền. Việc giải trình này không phải để biện minh cho sự chậm trễ trong công việc từ thiện, mà để những người yêu thương tôi hiểu được tôi và những người góp ý phê phán tôi thông cảm cho tôi. Làm từ thiện không phải việc đơn giản và dễ dàng. Để làm từ thiện tốt, không chỉ muốn là được. Tôi không lường trước sự phức tạp và khó khăn trong công việc làm từ thiện nên mới dẫn đến hậu quả như thế này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Đó là cái giai đoạn mà Hoài Linh đã nói. Nhưng câu chuyện ở đây là trong drama này thì bản thân anh tại sao lại phải chờ đến khi cái số tiền đấy được các anh chị em nghệ sĩ nhắc đến, được rất nhiều người nhắc đến và bàn tán, rồi đến khi bà Nguyễn Phương Hằng bài nói anh mới bắt đầu nói ra? Có phải ở đây chúng ta thấy rằng khi Hoài Linh không bị xử lý hình sự
nó đã là một cái câu chuyện rất ưu ái đối với anh ấy rồi về những đóng góp. Tôi đồng ý có thể không xử lý hình sự về mặt tình cảm, nhưng về mặt cộng đồng, tất cả mọi người đều thấy rằng những cái sự việc, cái việc làm như vậy nó đã gây ức chế cho rất nhiều người. Và cuối cùng, cái sự im lặng của Hoài Linh đã khiến cho tất cả phải ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa cho đến tận bây giờ. Đừng trách bà Nguyễn Phương Hằng vì tất cả những cái mà Hoài Linh đang hoặc đã phải chịu sức ép từ dư luận. Đừng trách, bởi vì ở đây tự anh ấy gây ra, tự bản thân anh ấy gây ra thôi. Và có lẽ chúng ta cũng nên chờ xem phiên xử tới đây Hoài Linh có xuất hiện để nói về vấn đề này hay không. Nhưng tôi vì nghĩ rằng Hoài Linh sẽ không xuất hiện. Nhưng xuất hiện hay không xuất hiện thì tất cả cộng đồng người ta cũng đang và sẽ nhìn về những sự việc đó. Cảm ơn tất cả mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ cho những cái đánh giá tích cực trong tất cả các câu chuyện. Chúng ta sẽ chờ xem những diễn biến tiếp theo. Và hy vọng câu chuyện về các nghệ sĩ bị cấm sóng hay câu chuyện liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, liên quan đến những phát ngôn của chị Hằng tới đây nó sẽ như thế nào. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người sức khỏe.